Tân họa bì thừa thãi cảnh nóng. Bản mới của họa bì bị chỉ trích lạm dụng quá nhiều cảnh nóng táo bạo. Tạo hình của dàn sao trong phim cũng không đẹp mắt. Ngày 17 tháng 9, Sina đưa tin bộ phim Tân họa bì tung trailer giới thiệu. Phim sẽ phát hành trên các nền tảng trực tuyến vào ngày 21 tháng 9. Trường Mông, Dương Vũ Hy, Lý Gia Minh đóng chính trong bản mới. Trailer Tân họa bì gây chú ý với loạt cảnh nóng của Trường Mông. Cô có phần cảnh bán khỏa thân, lộ vòng ba trước ống kính. Tuy nhiên, đa số ý kiến đều chỉ trích tác phẩm là phiên bản rẻ tiền của bản gốc khi câu khách bằng nhiều cảnh nóng thừa thãi. Không chỉ vậy, Tân họa bì còn bị chê tạo hình quê mùa, kỹ xảo thô sơ. Dàn diễn viên trong phim ngoài Trường Mông, người đẹp nổi tiếng với Tân Hồng Lâu Mộng, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký hay Mỹ Nhân Tâm Kế, không có bất kỳ gương mặt nào quen thuộc với khán giả. Ngoại hình và khả năng diễn xuất của họ cũng không được đánh giá cao. Theo Sina, nội dung của Tân họa bì được cải biên với nhiều khác biệt so với phiên bản của Châu Tấn và Triệu Vy. Trường Mông đóng vai Trường Miên là Tước Yêu kiêm họa sư vẽ mặt nổi tiếng kinh thành. Cô bị bán làm nô lệ từ khi còn nhỏ và sống một cuộc đời lầm lũi, gian khổ. Sau đó, Trường Miên gặp gỡ và đem lòng yêu chàng thiếu niên Thủ Dương, Lý Gia Minh đóng. Trong một lần đại chiến với yêu tộc, Thủ Dương giả vờ đầu hàng, chờ đợi thời cơ giết chết yêu vương, bạn Tư Duy. Thế nhưng, yêu vương lại ra lệnh cho Trường Miên bắt hồn thề của Thủ Dương là Thu Trang làm con tin. Để giúp đỡ và không làm tổn thương người trong lòng, Trường Miên cải trang thành Thu Trang theo Thủ Dương về yêu thành. Họa bì là một trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách tại Trung Quốc với tổng doanh thu phòng vé cả hai phần hơn 300 triệu USD. Phim được xem là dự án kinh điển trong thể loại kinh dị. Đây là cũng tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp Triệu Vy, Châu Tấn, Trần Khôn.